Xin chào, hôm nay Cathy đi qua thăm tiệm The First Cosmetics. Đây nè, đây là tiệm The First Cosmetic Jewelry. Tiệm đây là bán đồ mỹ phẩm cao cấp của Hàn Quốc, với lại bán trang sức nữa. Trang sức mang tay với lại oh, that door. Another door. Let's go. She say another door. That door. Yeah. Cathy đi lộn cửa. Cửa đây mới vô được. Có hai cửa. Hello. Tracy say she give her present. Tiệm đây mới vừa đổi trang trí nên nhìn đẹp hơn. Ta. Oh. Huh? My Tracy. She said we want the other one. Đây là nước uống collagen. Nước uống detox. Đây là mà đây là kem làm trắng da. Đây là kẹo xăm, Cathy nhớ là vậy. Mấy cái đây là cái gì hết? Nước yến trong cái hộp này nữa, nước yến. Nó nước yến. Đây. Đây là bàn. Đây là mấy cái hộp kem, ở trong có nhiều kem. Okay, one sec. No, really?
I checked everything? I'm not dumb. Đây có bán son. Xong rồi ở đây có kem chống nắng. Mấy cái đây là kem làm cách tới nó mấy cái video. Hello, đây là giám đốc. Chết. Xin chào giám đốc. Là nhân viên. Đây là body wash. Thuốc nhuộm tóc nè. Shampoo, xà bông cho tóc. Thôi từ từ suy nghĩ đi, từ đây tới có còn mấy ngày nữa, ok. Đây là bán trang sức bạc, đính đá. Đó thì có còn xíu rồi mà. Có. Đỡ cho nhỏ đi. Đừng có để nó thấy. Bỏ cho mẹ nó qua đi. Bây giờ Cathy tham quan xong rồi. Bây giờ sẽ đi qua tiệm Sabati. Không, bây giờ mua nước uống. Cathy mới vừa ăn rồi nên là qua đây không ăn rồi, mua nước uống. Hello. Tracy has more teddy bear for you. Pick one. Anything you like. If you don't this like anything, Tracy has more teddy bear. Yeah. You sure you like it? Yeah. I don't think you like it, Katana. Tên là Cathy. Chị cũng chị em chị Phương. No. Thưa. Có giống đâu. Không mà không giống thì kiểu bây giờ Cathy ăn no rồi nên mua một ly cà phê sữa đá bạc xỉu. Thank you. Do you want spicy or not? For the sandwich? No, I don't want spicy. So it will be 16 minutes. Yes. How do you?
No. Cho Thi mua ly nước này uống cho nó khỏi nóng quá. Bây giờ trời nóng quá. Quý Kata, Catalina đi đâu rồi? Kata, Kata, let's go. Ở đây là cái plaza gần tiệm vàng, cái tiệm bán mỹ phẩm, tiệm Sabati, có nhiều đồ ăn luôn. Có tiệm phở nè, tiệm phở Việt Nam, có tiệm ở đây là có 5-6 tiệm bubble tea luôn á. Có tiệm đồ ăn của Korea, Japan, có của Indian, của Ý, có đủ thứ, có đủ mọi đồ ăn hết. Mình đi cái hướng này là qua shopping mall. Now, what's it called? Over there.